Giây phút cuối ở sân bay, Hoài Linh mắt ngấn lệ tiễn biệt chí tài. Tối ngày 12 tháng 12, mạng xã hội lan truyền đoạn video nghi là cảnh nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh làm thủ tục chuẩn bị đưa linh cữu chí tài về Mỹ để vợ và gia đình nhìn mặt lần cuối. Nhiều người xúc động khi thấy khoảnh khắc Việt Hương và Hoài Linh đứng nhìn chiếc quan tài của cố nghệ sĩ được bao bọc cẩn thận trước khi lên đường. Ngay sau đó, anh bốn còn vẫy cánh tay, đôi mắt ngấn lệ như một lời chào tạm biệt cuối cùng. Anh nói: "Cảm ơn toàn thể quý vị. Bây giờ xin quý vị cho em xin rớt một giọt nước mắt ở đây. Em đã đang kiềm chế nhiều lắm rồi. Và bây giờ em cho con xin được rớt giọt nước mắt thôi, để tìm được người anh của con ra đi không bao giờ trở về nữa. Thay mặt anh Tài, anh cảm ơn bạn. Em là người luôn luôn sát cánh với anh Tài trên mọi nẻo đường." Nam danh hài nghẹn ngào nói trong tiếng nấc lời cảm ơn khán giả, anh chị em nghệ sĩ, đoàn giáo xứ và các tổ chức đã hỗ trợ để tang lễ nghệ sĩ chí tài được diễn ra suôn sẻ. Sau đó anh xin 2 phút để anh và những người anh em nghệ sĩ thân thiết được quỳ xuống tiễn anh lên đường. "Thưa anh, hôm nay anh em chúng em quỳ ở đây để tiễn đưa anh một lần, vì không bao giờ có lần thứ hai. Bao nhiêu năm anh em làm việc cùng nhau, anh đã yêu thương và khuyên nhủ chúng em rất nhiều. Thay vì đường xa xôi cách trở, chúng em không thể nào về với chị để tiễn đưa anh được. Anh ơi, những lần trước anh đi về, hành lý mang theo rất nhiều, nhưng lần này anh đi không mang theo gì cả, chỉ có bộ đồ trắng với chiếc áo quàng lạnh lẽo. Chúng em không thể tiễn anh đoạn đường cuối, thì xin dùng tấm chân tình này tiễn anh tại đây." Nam danh hài chia sẻ. Sau lời cuối của danh hài Hoài Linh, cả hội trường lặng đi, chỉ còn những tiếng nức nghẹn ngào kéo dài. Cuối cùng, Hoài Linh đề nghị anh chị em nghệ sĩ dừng tiếng khóc, lau nước mắt để người anh cả trân quý được ra đi thanh thản. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, hàng ngàn khán giả vẫn đội mưa đứng chờ đưa tiễn anh đoạn đường cuối. Trong phút tiễn biệt, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đề nghị ca đoạn hát bài thánh ca có lời xin vĩnh biệt mọi người. Danh hài cho rằng bài thánh ca này rất đúng trong khoảnh khắc này. Ca đoạn sau đó đã hát xin để lại anh em với ca từ xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hoài Linh khiến nhiều nghệ sĩ, báo chí, khán giả nể phục vì là người lo liệu và chịu trách nhiệm chính trong lễ tang của chí tài. Hoài Linh chia sẻ với một người thân rằng bây giờ chẳng ai cô độc hơn anh đâu, 2/3 quãng đời anh đi chung với ông ấy, giờ chỉ còn lại mỗi mình. Trước khi xe tang chuyển bánh từ đường Phạm Ngũ Lão đến sân bay Tân Sơn Nhất, Hoài Linh một lần nữa cúi người cảm ơn. Khi đã ngồi trên xe máy, anh tiếp tục chắp tay hướng tới khán giả hai bên đường. Cùng với Hoài Linh, Việt Hương, nhiều nghệ sĩ cũng đã đến từ sớm để chào nghệ sĩ chí tài, người được các đồng nghiệp nhận xét là thân thiện, cởi mở, hiền khô, chẳng giận ai bao giờ. Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang cầm di ảnh để đưa linh cữu của nghệ sĩ ra xe di chuyển ra sân bay. Khán giả như nức nghẹn thêm lần nữa. Khi Hoài Linh quỳ xuống trên nền đất lạnh, lạy ba lạy để chào người anh lần cuối. Chiếc xe đưa tiễn chí tài về Mỹ được nối dài bởi đoàn anh em nghệ sĩ và khán giả suốt cung đường Phạm Ngũ Lão cho đến khi khuất hẳn. 20 giờ ngày 13 tháng 2, chuyến bay đưa thi hài của nghệ sĩ chí tài sẽ đáp xuống sân bay ở Mỹ và được gia đình chí tài đón. Từ sân bay, thi thể nam danh hài sẽ được đưa tới nhà Beck Family thuộc quận Cam, bang California, Mỹ. Lễ viếng sẽ diễn ra vào ngày 19 đến ngày 20 tháng 12. Lễ hỏa táng và an táng diễn ra vào chiều ngày 20 tháng 12 tại Mỹ. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ chí tài đã để lại nỗi tiếc thương trong lòng người hâm mộ.